Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu các cái lệnh liên quan tới chỉnh sửa về ảnh, ví dụ như là độ tương phản, rồi thì các cái sắc độ tối nhất, sáng nhất ở trong ảnh, rồi các cái lệnh liên quan tới chỉnh màu. Thì những cái thứ đó thì nó đều nằm ở trong cái menu email. Và trước tiên thì chúng ta làm quen với một cái đầu tiên là mode. Lệnh đầu tiên này thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chỉnh để mà chúng ta chuyển từ cái hệ màu nọ sang hệ màu kia. Từ đầu đến giờ thì chúng ta mới chỉ làm việc với mấy khái niệm, đấy là các cái điểm ảnh này, rồi thì chúng ta làm việc với những khái niệm như là vùng chọn này, đó, đôi khi là kích thước và các cái công cụ để cắt, xóa, chỉnh. Thế nhưng mà chúng ta chưa đề cập sâu tới cái chế độ màu. Thế thì với các cái công việc khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ màu khác nhau cho nó phù hợp với lại yêu cầu về mặt kỹ thuật của cái công việc đó. Thế thì chúng ta có thể là tạm phân ra làm hai cái nhánh chính đi, nó phụ thuộc vào cái thiết bị đầu ra khi mà chúng ta thể hiện cái ảnh. Một là chúng ta in ấn nó ra trở thành một cái sản phẩm nào đó, có thể là chúng ta sẽ in ấn nó ở trên một cái chất liệu nào đó. Thế còn là một dạng nữa là chúng ta thể hiện nó ở trên màn hình. Đấy. Thế thể hiện trên màn hình thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ màu RGB này, hay là chúng ta gọi nôm na theo kiểu tiếng Việt nó là RGB. Đó. Thì hầu hết những cái thứ mà chúng ta tiếp cận hàng ngày, ví dụ như là chúng ta xem một cái gì đó trên máy tính, chúng ta lướt web, chúng ta xem TV, chúng ta xem một cái quảng cáo nào đó ở trên những cái biển quảng cáo điện tử, rồi chúng ta xem ở trên máy tính bảng hay là ở trên điện thoại di động, vân vân, những cái thứ mà sử dụng màn hình thì nó đều là dựa trên cái tông màu, cái hệ màu là RGB này. Đấy. Và phần lớn những cái ảnh mà các bạn bây giờ có được, ví dụ như là chúng ta chụp bằng máy ảnh số hay là bằng điện thoại di động, thì gần như là nó 100% là nó đưa cho chúng ta ở cái định dạng là RGB này. Gọi là RGB vì sao? Vì RGB là nó sẽ gồm có 3 cái màu chính, nó tổng hợp thành tất cả những cái màu còn lại. Đấy. Bây giờ tôi mở một cái bảng gọi là bảng Chanel ra, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có 3 cái màu chính. Thực ra ở trong này chúng ta sẽ có 4 kênh màu. Một kênh là kênh tổng hợp gọi là kênh RGB, một kênh là Red chính là R đây, hay là A đây, đúng không? Green là G đây, còn B là đại diện cho Blue. Khi mà chúng ta có 3 cái màu này phối trộn với nhau thì nó sẽ phát sinh ra đầy đủ tất cả các màu còn lại mà các bạn vẫn đang nhìn thấy trên màn hình. Thì đấy là màu RGB. Còn nếu như mà chúng ta mở một cái ảnh ở chế độ là CMYK thì lúc đó nó sẽ có một cái hệ màu khác, nó gọi là màu để in offset. Đó. Thì nó dựa trên 4 màu. Thực ra thì nó là gốc của nó thực ra là 3 màu thôi. Về mặt lý luận thì nó cũng 3 màu là đủ rồi. Là C là cyan, M là magenta, Y là yellow. Đấy, thực ra về mặt lý luận là 3 màu đó nó cũng đã đủ để tạo ra các màu khác rồi. Nhưng mà vì nó dựa trên hai cái quy tắc màu khác nhau, một cái là quy tắc là màu ánh sáng phối bằng ánh sáng màu trộn vào với nhau thì đấy gọi là cái hệ màu cộng. Đấy.
Thế còn cái hệ màu kia thì nó dựa trên mực màu, mực in, phẩm màu nó trộn vào với nhau. Cái đấy nó lại gọi là hệ màu trừ. Về mặt lý luận thì các cái màu đó trộn với nhau thì nó cũng phải ra được tất cả các màu rồi. Nhưng mà trong thực tế thì nó trộn ba màu đó vào với nhau, nó không tạo được cái màu đen hoàn toàn, cho nên người ta phải bổ sung cho các bạn một cái kênh đen riêng để nó bù vào và nó đưa ra được các cái màu đen tuyệt đối. Nó phát sinh ra thêm một kênh nữa là kênh K, là đại diện cho black. Đấy, thế còn tại sao lại black không ghi là B? Tại vì B nó sẽ bị nhầm với lại cái blue ở kênh RGB kia, cho nên nó thay vì lấy cái chữ cái đầu tiên thì nó lại lấy cái chữ K. Đấy, là chữ cuối của cái từ black đó để nó thay thế cho. Đây bây giờ để tôi, các bạn chờ tôi một chút, tôi tìm cái một cái ảnh. Ảnh CMYK nha. Đây là ảnh 16 bit. Đây, các bạn cùng tôi xem một cái ảnh này. Đây là cái ảnh thuộc dạng CMYK. Chúng ta có thể phân biệt được ngay. Hầu hết các ảnh mở ra thì ở trên cái thẻ tên này, nó sẽ có tên của cái ảnh này. Nó có cái định dạng đuôi của ảnh là ảnh JPG hay là ảnh TIFF hay ảnh PSD hay là ảnh PNG gì đó. Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy một tham số nữa rất là rõ ràng là nó thuộc ảnh dạng RGB hay là ảnh CMYK. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn một chút ở đây là chúng ta biết được ngay nó thuộc về cái dạng ảnh nào. Thế bây giờ chúng ta lại mở tiếp cái cửa sổ channel này ra để chúng ta xem là cái ảnh này nó chứa những cái gì. Thì nói là nó gồm có bốn kênh là kênh cyan, magenta, yellow và black. Thế nhưng mà thực ra cái nào nó cũng cộng thêm một kênh, đó là kênh tổng hợp, đúng không? Bốn kênh màu chính cộng thêm một kênh tổng hợp. Thế còn chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái ảnh này và cái ảnh dạng CMYK RGB thì nó khác nhau thế nào. Đây, bây giờ các bạn nhìn nhá, khi tôi bật một cái kênh đó lên thì nó sẽ chỉ hiển thị những cái giá trị liên quan tới cái màu trên kênh đó. Thực ra như thế này cũng chưa đúng đâu, đây là một dạng đặc biệt thôi. Còn nếu mà đúng ra các bạn mở thì các bạn sẽ thấy như thế này. Các bạn vào Edit, các bạn vào Preference, các bạn vào General này cho tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn xem ở cái dòng thứ hai này, Interface này. Các bạn tìm và tắt cái chế độ, hoặc là nếu đã bật rồi thì tắt, còn nếu mà chưa bật thì các bạn sẽ thấy một cái dòng này. Đây, Show Channel in Color. Nếu cái này không bật thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có như thế này này. Mỗi một kênh này lúc này các bạn sẽ chỉ xem được nó ở một cái chế độ là gì đây? Đen và trắng. Thế thì tại sao lại bảo là kênh màu đỏ lại không thấy đỏ, kênh màu xanh lại không thấy xanh và kênh blue lại không thấy blue? Thì vì là nó không phải là thể hiện màu mà nó thể hiện cái mật độ của cái màu đấy ở trên kênh. Mật độ là như thế nào? Mật độ là khi tôi chiếu ở trên màn hình hoặc là khi mà tôi in thì cái màu, ví dụ như là màu đỏ, nó sẽ xuất hiện ở đâu với cái lượng nhiều hay ít. Và ở đây thì chúng ta có hình dung là khi mà nó chiếu cái tia màu ra hoặc là nó in, nó lô cái mực màu vào ở trong 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 cái kênh đó thì nó sẽ hiển thị thông qua cái sự đậm hay nhạt ở trên này. Chỗ nào mà càng đậm có nghĩa là chỗ đó mật độ của màu nó sẽ cao, nó sẽ phủ dày đặc. Còn chỗ nào mà xám xám
thì có nghĩa là chỗ đấy có màu nhưng mà nó phủ với mật độ thưa hơn, cho nên là nó không gây ra cái độ đậm như thế. Chỗ nào mà chúng ta thấy sáng trắng ra thì là chỗ đấy hoặc là vô cùng ít hoặc là không có một tí tẹo nào cái màu đấy. Đây, chúng ta cứ chuyển qua từng kênh một thì chúng ta sẽ thấy độ đậm nhạt của từng kênh một cho các khu vực ảnh, cho từng khu vực ảnh nó sẽ thay đổi khác nhau. Đấy. Thế còn nếu như mà chúng ta xem ở cái ảnh này cũng thế thôi. Đây, kênh cyan, vùng này là vô cùng nhiều cyan, màu trời mà, cho nên là nó đậm như thế này. Đấy là trời xanh, đúng không? Mây thì là màu trắng, do đó chỗ này không có tí tẹo nào màu cả. Kể cả những kênh khác thì các bạn cũng sẽ thấy vẫn có những cái vùng trắng. Nếu như mà dính dáng tới mây trắng là không có màu. Đấy, màu vàng, màu đen. Thế bây giờ chúng ta mới để bật lại cái vừa rồi nhé. Vào interface, bây giờ tôi mới bật lại show in channel color. Lúc này thì chúng ta sẽ xem được là tại mỗi một kênh thì nó hiện lên cái màu gì. Đây, ví dụ kênh đỏ là đây là ánh sáng đỏ nó chiếu vào cái kênh này. Bây giờ nếu mà tôi xem riêng kênh xanh thì đây là ánh sáng xanh nó sẽ chiếu vào những cái điểm như thế này. Đây là ánh sáng xanh blue nó sẽ chiếu vào. Nhưng nếu mà tôi kết hợp các kênh thì sao? Hai màu này chiếu vào này, và cuối cùng khi đủ ba màu chiếu vào thì nó sẽ hiển thị được đầy đủ tất cả các màu cho chúng ta. Cái màn hình là nó hiển thị theo cái quy tắc như thế này, ba màu chồng lên nhau cộng vào nhau thì nó sẽ phát sinh ra tất cả các màu còn lại. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta thấy là chúng ta sử dụng hệ màu CMYK cho cái thao tác là in offset thì các bạn sẽ thấy là đây là quá trình mô phỏng lại một cái bản in. Người ta sẽ lần lượt cho giấy vào máy và chạy qua các lô màu. Mỗi một lần mà chạy qua một lô nó sẽ nhận một màu, ví dụ như là màu xanh cyan. Sau khi chạy xong cái màu xanh cyan này, nó lại tiếp tục nó được đẩy giấy sang cái lô thứ hai là màu đỏ. Thì khi màu đỏ chồng vào bắt đầu nó tạo ra màu như các bạn đang nhìn thấy. Sau đó thì nó chạy tiếp một lần nữa là có màu vàng. Về mặt lý luận thì đến đây là nó đã tạo ra tương đối đủ màu rồi. Nhưng mà do cái cơ chế màu cộng, và các bạn hãy biết là cái màu in là nó sẽ từ cái khoáng chất, gốc khoáng chất mà nó tạo ra các cái màu in, mực in, phẩm in đó. Do đó thì nó không có được cái độ tinh khiết giống như là cái màu sáng. Và nó đã không tinh khiết thì nó không tạo ra được cái màu đen đầy đủ. Do đó thì người ta cần bổ sung thêm cái màu đen vào đây để tạo ra được cái độ sâu màu. Và đến lúc có đủ đen vào đây thì mọi thứ nó mới đủ gọi là độ đanh, độ sẫm của cái bức ảnh. Đây, bây giờ tôi mô tả thử cho các bạn xem cái này thì các bạn sẽ hình dung nhé. Tôi tạo ra một cái file mới này. Đây, bây giờ tôi xin lỗi, đây vẫn là kênh RGB. Tôi phải tạo một cái tài liệu với cái định dạng là CMYK color. Đây, bây giờ tôi tô cho các bạn xem cái sự chồng màu nó tạo ra cái gì. Đây, đầu tiên tôi chọn kênh cyan, tôi vẽ ra một cái vùng như thế này và bây giờ tôi tô. Các bạn để ý này, khi tôi tô tôi sẽ chọn là black. Black có nghĩa là đen xì và nó sẽ là mật độ đậm nhất. Khi tôi tô lên kênh cyan, tô vào đây thì tô bằng màu đen nhưng cái hiện lên các bạn đang nhìn thấy lại là màu xanh. Vì sao? Đây là chúng ta đang làm việc trên kênh xanh và về mặt lý thuyết đấy là sẽ là mực xanh in vào. Cái màu đen chẳng qua là tôi giải quyết cái vấn đề là mật độ hạt màu như thế là đậm đặc đấy, và chúng ta sẽ có một cái mảnh xanh như thế này. Thế đến đây tôi tô tiếp. Lúc này thì tôi tô sang kênh
magenta. Đây, cây magenta. Tôi lại tô vào đây bằng màu đen tiếp. Cái mà tôi nhận được là màu đỏ như thế này. Em tôi kiểm tra lại một chút nha, xem màu đã đủ chưa, đúng chưa? Black rồi nó mà ok. Đây, tôi sẽ có cái này. Tiếp nữa. Thì tôi sẽ chọn tiếp. Và tôi tô vào kênh vàng. Edit Fill Black. Màu chúng ta sẽ nhận được là màu vàng. Ok. Đến đây tôi bật trả lại kênh CMYK. Thì chúng ta sẽ có cái màu như này. Về mặt lý thuyết, khi mà tôi trồng màu xanh, màu đỏ và màu này vào đây thì nó phải tạo ra chỗ giao nhau này là màu đen. Đấy. Nhưng mà do cái tính chất của cái hệ màu này thì nó không tạo ra được cái đen đen đủ. Và thường thì là người ta phải bổ sung thêm một cái kênh đen nữa vào đây. Và lúc này tôi sẽ tô vào màu đen. Edit Fill màu đen. Đấy. Bây giờ nếu mà tôi quay trở lại thì các bạn sẽ thấy rằng cái màu đen mà tôi tô thêm này vào với lại cái màu đen mà theo lý thuyết ba cái màu kia nó chồng vào nhau ấy, nó khác nhau một giờ một vực thua. Cái này là một cái dạng đen nhờ nhờ, đen kiểu nước cống, chứ nó không phải là đen theo kiểu đen gỗ mun, đen gì đấy đó. Và đấy là lý do tại sao mà cái hệ màu CMYK nó lại phát sinh ra thêm một cái kênh K nữa. Thế thì bây giờ chúng ta nói thêm riêng về hệ màu, chúng ta xác nhận luôn là những cái gì mà thể hiện ở trên màn hình thì chúng ta sẽ để nó ở chế độ là RGB. Đấy. Thế còn những cái nào mà chúng ta đem đi để chúng ta in offset, in một quyển sách đúng không? In một tờ báo, đây, tất cả những cái gì mà thuộc về xuất bản in ấn mà ra thành một tờ báo, thành một quyển tạp chí, một quyển sách, một cái card visit hay là một cái catalog giới thiệu hay một tờ rơi được gấp, hầu hết những cái đó các bạn sẽ làm việc ở trên cái hệ màu là CMYK này. Đấy. Và nó có yêu cầu gì nữa ngoài cái màu hay không? Thì ngoài cái màu sắc thì nó còn thêm một yếu tố nữa, đó là độ phân giải. Màn hình nó có cái yêu cầu của màn hình, và cái sản phẩm in ấn ra thì nó lại có cái yêu cầu riêng của sản phẩm in ấn. Thế tùy vào cái đầu ra của sản phẩm là sử dụng cái phương thức nào thì chúng ta sẽ có yêu cầu về hệ màu cũng như là về độ phân giải khác nhau. Màn hình thì các bạn chỉ cần RGB. Về mặt nguyên tắc chung thì chúng ta sẽ nói luôn là trên màn hình chúng ta chỉ cần là độ phân giải là 72 thôi. Đấy là đối với PC. Đối với Mac, đối với máy Mac hay là máy Apple thì nó cao hơn. Đấy. Nó là 90 x 2 đấy, tôi nhớ không rõ lắm, nhưng mà nó không phải là 72 như là màn hình chạy Win. Đấy, nhưng mà đối với in ấn mà chúng ta gọi là in ấn offset thì nó là 300, mặc định là 300 in offset, in giấy cut sheet. Thế còn trong một số trường hợp khác cũng là in, nhưng mà nó lại đòi hỏi cái yêu cầu nó hơi khác một tí. Ví dụ như là in offset trên giấy này thì nó khác. Còn ví dụ như là các bạn in ở trên một cái giấy bìa cắt tông hay là giấy in báo, do cái độ nhám, do cái độ mịn của cái bề mặt nó khác với lại cái giấy cuché, cho nên là nó cũng không cỡ yêu cầu các bạn là độ phân giải quá cao. Tại vì có cao hơn nữa thì nó cũng không thể hiện được. Đấy, thì nó có thể hạ xuống còn độ khoảng từ 150 cho tới là 100 gì đấy thôi. Đấy, tùy vào cái bề mặt của sản phẩm
mà cái chất liệu mà chúng ta in nó nhẵn hay là nó xù xì. Đấy, thì các bạn cũng chỉ cần là để dao động cho tôi từ 150 cho tới 100 là đủ. Đấy. Thế còn một số các dạng in khác, in cũng là dạng máy in công nghiệp nhưng mà nó không phải là offset mà nó lại là máy in điện tử, thì ví dụ in full điện tử chẳng hạn, thì trong cái trường hợp đấy thì không nhất thiết các bạn phải để màu là màu CMYK mà các bạn có thể là để RGB được. Đấy, còn riêng in offset công nghiệp thì chắc chắn là phải đảm bảo cho tôi cái yếu tố hai yếu tố đấy. Tôi chưa cần biết là một cái sản phẩm đấy các bạn thiết kế đẹp hay xấu, cái ảnh đó các bạn chỉnh như thế nào, nhưng mà về mặt kỹ thuật luôn luôn phải đảm bảo cho tôi hai yếu tố CMYK và 300 dpi. Thế bây giờ nó sẽ có thêm một cái vấn đề nữa là hầu hết những cái ảnh mà các bạn nhận được thông qua bất kỳ phương pháp nào là ảnh chụp trong máy cơ máy phim xong rồi rửa ra, hay là ảnh gì gì ảnh máy ảnh số, hay là máy scanner để quét tài liệu vào vân vân, thì gần như là 97% nó là thuộc về ảnh RGB rồi. Chỉ có những cái ảnh nào mà nó dành cho in ấn offset thì người ta mới cố gắng thiết lập nó ra thành thành CMYK thôi. Và thường thì nó có hai cách thôi. Cái ảnh mà ảnh chụp máy ảnh số thì gần như là nó là RGB rồi, mặc nhiên rồi. Đấy. Thế còn cái đầu mà vào ví dụ như là cái máy quét scanner ấy thì nó cũng hầu như là nó giúp chúng ta quét và tạo ra cái sản phẩm ảnh số là RGB, trừ một số máy chuyên dụng với mục đích là làm cho in ấn thì nó mới cung cấp cho các bạn thêm một cái tùy chọn nữa là CMYK, nhưng mà cái số đấy là số hiếm. Đấy, máy quét cá nhân, máy quét gia đình các thứ thì nó cũng cho các bạn là ảnh RGB thôi. Cái nào thiết lập để dành cho in ấn thì lúc đó nó mới có tùy chọn CMYK. Đấy. Và không thì các bạn sẽ làm việc với ảnh RGB được cung cấp và các bạn cần phải convert nó sang thành CMYK. Đây, thế còn convert thì thế nào? Convert thì về mặt nguyên tắc thì nó rất là đơn giản thế này thôi. Đó là chúng ta vào menu email. Trong menu email này chúng ta vào mode, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là cái ảnh này của chúng ta đang là ảnh RGB rồi. Đấy, và convert một cách đơn giản nhất mà không cần phải nói thêm bất cứ cái gì là các bạn bấm chuyển cho tôi sang thành CMYK. Đấy. Yep, ok. Nó sẽ chuyển cho các bạn. Nhưng cái cách chuyển như thế này thì nó sẽ bị một cái tình trạng là màu nó bị biến. Màu nó biến, nó không giống hoàn toàn và thông thường thì nó sẽ bị sẫm hơn, nó bị xỉn hơn so với lại màu RGB gốc. Đấy là một cái vấn đề mà những người làm thiết kế in ấn là rất là đau đầu. Cái chuyện này là cái chuyện không tránh được vì đơn giản là hai cái không gian màu nó cũng không giống nhau. Khi mà tôi biên dịch nó từ cái nọ sang cái kia thì chắc chắn là sẽ có những cái chuyện mà sai sót xảy ra. Đấy. Mình lấy một cái hình như thế này ra để mà minh họa cho nó thật đơn giản, thì các bạn cứ hình dung nó như thế này. Khi mà tôi có một cái khi mà tôi có một cái không gian màu đây, không gian màu dạng RGB thì trông nó sẽ nôm na nó sẽ thế này. Đây. Mỗi góc này là một màu, R này, G này, V này. Ví dụ thế. Thế đây gọi là cái sơ đồ về không gian màu RGB. Thế nhưng mà nếu mà tôi làm việc với lại cái không gian màu CMYK thì không gian màu CMYK nó lại có hình thái nó khác. Nó lại như thế này. Đấy. C M I K. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là hình thái của hai không gian, độ rộng của hai không gian này nó không giống nhau. Đấy, và trong một chừng mực nào đó nó có một khoảng trung. Khi mà chúng ta đặt chồng hai cái không gian màu lên
nó có một khoảng trung là cái khoảng mà chúng ta đang vạch ra như thế này. Thì những cái màu nào mà nó nằm ở trong cái khoảng mà hai cái không gian màu này chồng lên nhau mà nằm chồng vào nhau được, thì những cái màu ở trong khoảng đó chuyển qua chuyển lại giữa hai cái thằng RGB và CMYK là về mặt nguyên tắc, về mặt lý thuyết là nó không bị đổi. Nhưng những cái thằng nằm ở ngoài khu vực chồng nhau do nó không cùng ngôn ngữ thì nó sẽ bị biến đấy. Và thường thì khi mà chúng ta từ RGB một cái ảnh rất là trong, rất là màu sắc, sắc rất tươi chuyển sang CMYK, thường là chúng ta sẽ bị tình trạng là nó bị xỉn đi, nó bị tối đi. Thế thì sẽ có vài cách nào đó để mà chúng ta sẽ cố gắng tìm cách làm cho cái hệ màu này khi mà convert qua lại nó ít bị biến đổi, nó ít bị tối đi, nó ít bị xỉn đi. Thì người ta sẽ làm theo một cái phương pháp là mượn. Về mặt lý thuyết thì chúng ta có cái cách như thế này, tức là chúng ta sẽ sử dụng một cái không gian màu trung gian. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái nó gọi là cái màu lab đây. Màu lab này là một không gian màu ảo thôi, nhưng mà nó có được một cái độ 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 rộng của nó thì nó rộng lớn hơn hai cái không gian màu CMYK và RGB. Do đó thì khi mà chúng ta convert, chúng ta sẽ mượn một cái không gian lớn hơn để làm không gian trung chuyển. Đây thì chúng ta sẽ cứ hình dung tạm nó là thế này. Đồng ý. Đây, cái mà chúng ta vừa vẽ ra đây. Đó. Bây giờ tôi lấy ví dụ như này. Khi mà tôi có một cái không gian như thế này. Đó. Đây, hai không gian CMYK và RGB là như thế này. Thì nếu như có một không gian khác lớn hơn thì sao? Nếu như có một không gian khác mà nó bao trùm cả hai cái thằng này, thì về mặt nguyên tắc là cả RGB lẫn CMYK nó đều nằm lọt ở trong không gian này. Mà nếu mà nó nằm lọt, nó đã chồng vào được nhau, thì có nghĩa là về mặt lý thuyết khi mà chúng ta chuyển từ cái hệ nọ sang hệ kia nó sẽ không bị biến đấy. Và do đó thì người ta sẽ dùng cái cách là từ màu RGB người ta sẽ convert, người ta sẽ chuyển nó sang màu lab trước đã, sau đó thì từ lab người ta mới chuyển ngược trở về về CMYK đấy. Thì với lý luận, về mặt lý thuyết thì nó là như thế, và người ta sẽ làm như thế này đó. Tôi sẽ chọn màu này, image này, mode này, thay vì chuyển thẳng tưng sang CMYK thì tôi sẽ chuyển sang lab. Sau khi mà nó đã lab rồi thì tôi mới làm tiếp bước thứ hai là tôi chuyển ngược nó về CMYK để cố gắng là giảm thiểu cái sự biến đổi đi. Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào nó cũng đạt được cái mong muốn. Vậy thì chúng ta sẽ làm theo một cái cách khác như thế này. Đây các bạn để ý nhé, tôi sẽ hướng dẫn một cái cách để mà các bạn chuyển cho nó giảm thiểu cái sự biến màu, thay màu. Đây, thay vì là các bạn chuyển trực tiếp ở trong menu mode này nhá, thay vì chuyển chuyển trực tiếp ở menu mode thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ đang là RGB, đừng bấm vào CMYK cũng đừng chuyển lab nữa, chúng ta sẽ làm ở menu edit này. Tôi sẽ làm từ từ các bạn quan sát vào menu edit, và các bạn chọn cho tôi cái lệnh là rồi đây, chọn vào cái khác đi. Đây, ví dụ mình là cái ảnh này tôi lấy cái này vào menu edit, và sau khi mà chúng ta chọn thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh là convert to profile. Đấy. Tức là nó là một cái tệp chỉ dẫn, tệp hướng dẫn về cách về 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 thông số màu, thông tin màu. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái lệnh này để mà chúng ta convert. Các bạn quan sát lại kỹ nhá. Chọn ảnh này. Bây giờ đang là RGB đúng không? Đấy. Ảnh RGB. Và menu edit, sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh là convert to profile. Sau khi mà các bạn nhấn lệnh này, nó sẽ mở ra một bảng thoại, và đây chính là cái mặc định của chương trình nó dùng để nó giúp các bạn convert. Tuy nhiên cái này vẫn là cái mà nó sẽ làm cho biến màu, cho nên các bạn hãy sổ cái danh sách này ra và các bạn chọn cho tôi một cái tùy chọn khác
Đó. Và các bạn chọn cho tôi lúc này là các bạn chọn cái custom CMYK. Đấy. Sau khi mà các bạn chọn cái custom CMYK thì nó mở tiếp ra cho các bạn một cái bảng thoại thứ hai. Đấy. Trong đó thì các bạn thấy rất là nhiều trường. Bây giờ chúng ta sẽ can thiệp thêm vào một số trường như sau. Quan trọng là cái phần này, cái phần ink color này. Cái Đấy. Các bạn sổ cái danh sách này ra, không chọn cái mặc định đang có này nữa, mà các bạn tìm tới cho tôi cái tùy chọn đó là Toyo Ink. Chọn cho tôi cái này. Sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh thêm một số cái tham số. Quan trọng là cái tham số này, Black Ink Limit, tức là cái sự can thiệp vào cái chỉ số màu đen, mực màu đen. Đấy. Và các bạn giảm cho tôi xuống còn độ khoảng 10% thôi. Cái này thì giao cũng độ khoảng 10-12%, cứ bây giờ tạm thời chúng ta cứ đưa nó xuống khoảng 10% thế này. Và các bạn nhập OK. Tất nhiên là mỗi một cái bức ảnh nó sẽ có một tông màu khác nhau, không phải trường hợp nào nó cũng giống trường hợp nào. Thế thì tùy vào cái tông màu hiện có thì các bạn sẽ thử xem, các bạn gia giảm cho tôi xem là các tham số nó có thể lên xuống một vài phần trăm, xoay quanh mấy cái tham số này, cái nút gain này với lại cái black in limit này. Đấy thì các bạn thử trong các trường hợp nếu mà ảnh khác nhau thì các bạn cũng có thể thử dao động 1-2% ở trong những cái này. Sau đó thì nhấp OK, nhấp OK thêm lần nữa để xác nhận cái chuyện mà chuyển màu, thì các bạn sẽ nhận được một cái kết quả gần như là tương tự so với lại cái ảnh RGB. À, ở đây thì hơi khó một tí đúng không? Bây giờ tôi sẽ tìm một cái trình bày khác một tí đi để cho các bạn quan sát nhé. Trước khi mà chúng ta làm thì có lẽ là chúng ta nên đặt nó ở cái chế độ là copy đi. Tôi sẽ mở song song hai cái cửa sổ để cho chúng ta quan sát nó sẽ dễ hơn đúng không? Đây, ví dụ tôi làm một cái ảnh này nhá. Bây giờ chúng ta vào email, chúng ta vào duplicate thì chúng ta sẽ có cái ảnh thứ hai. Chúng ta sẽ cùng nhau mở ra ở chế độ là gì đây nhỉ? Hai ảnh nằm hai bên như thế này để chúng ta nhìn, chúng ta so sánh là cái ảnh convert và cái ảnh gốc xem nó có bị khác nhau nhiều hay không. Đó. Đây là ảnh gốc này, à đây là ảnh gốc này, còn đây là ảnh copy này. Đấy, và bây giờ chúng ta làm những cái ảnh copy nhé. Edit này, convert to profile này. Chọn gì đây? Custom CMYK. Chọn Toyoin này. Chọn 10 này. Chọn 10 này. Total Standard. Bây giờ mình ra ra đây, cái tham số này là tham số rất là quan trọng này, cái black in này này. Đấy, mình dùng nó thì mình sẽ điều chỉnh tham số này. Đấy. Thế tùy cái này thì như tôi đã nói rồi đấy, tùy thuộc vào cái ảnh của các bạn tông nó như thế nào, nó thuộc về màu gì. Cách tốt nhất chúng ta nên bật song song hai cái này, điều chỉnh các tham số này cho đến khi nào mà các bạn nhìn thấy là hai bên nó giống nhau nhất có thể. Tuyệt đối thì không có cái gì là tuyệt đối được nhé, tại vì là rõ ràng là hai ngôn ngữ khác nhau, hai cái phương tiện thể hiện khác nhau và hai cái mục tiêu nó khác nhau, thì đòi hỏi nó 100% giống nhau thì là không có, nhưng mà nó sẽ hạn chế đến mức tối đa cái sự biến màu nếu như mà chúng ta mở song song này và chúng ta gia giảm các tham số. Đấy. Còn thông thường thì đây là cái ảnh nó tương đối đặc trưng, sắc xanh của nó rất là nhiều, thì bây giờ chúng ta sẽ phải gia giảm rất là nhiều. Nhưng mà thường thì theo một cái công thức mà tôi hay dùng thì tôi để luôn là hai cái này là 10 và 10. Đấy. Thì thường thường gần như là nó sẽ đạt một cái kết quả tương đối là ổn. Nhưng mà trong một vài trường hợp thì chúng ta cũng cần phải
quan sát cho nó kỹ và chúng ta gia giảm dần từng chút một để chúng ta tìm được một kết quả khả quan nhất khi mà chúng ta convert giữa hai cái này. Và đến lúc mà chúng ta cảm thấy tương đối ưng ý rồi thì chúng ta có thể nhấp OK để chúng ta xác nhận, và quan sát sẽ thấy được cái sự biến đổi nó tương đối là ổn thỏa. Đấy, nó sẽ không bị cái tình trạng là nó bị xuống màu, nó không bị cái tình trạng là nó bị bạc màu. Đấy. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng để mà chúng ta convert qua lại giữa các cái hệ màu. Thế còn ở một cái góc độ khác thì chúng ta cũng cần phải xem thêm mấy cái như thế này nữa. Nó còn một cái dạng nữa là dạng grayscale. Dạng grayscale là gì? Dạng grayscale là nó sẽ cắt toàn bộ các giá trị màu đi. Nó chỉ còn để lại cho các bạn cái thang độ đen, trắng, xám thế này thôi. Đấy. Thì đây là một cái dạng mà cũng hay xuất hiện ở trong công việc. Và cái dạng này thì nó được chấp nhận ở trong cả hai cái trường hợp. Bạn in offset, in hệ màu CMYK, bạn để cái ảnh gray vào nó cũng in tốt. Mà bạn để trình bày ở trong cái môi trường trên màn hình thì bạn để cái gray này nó cũng hoạt động rất là tốt, không có khó khăn gì cả. Đấy. Và ở một cái góc khác là chúng ta sẽ còn thêm một cái định dạng nữa. Đó là cái định dạng gọi là định dạng Dutton. Dutton thì nó sẽ có dạng hai màu thôi. Hai màu thôi. Thì hai màu nó là như thế nào? Đây, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái ảnh này như thế này. Đây, chúng ta lấy thử một cái ảnh khác nhé. Đây. Ảnh đu tông thì nó sẽ phải yêu cầu là trước hết là chúng ta nó chuyển sang grayscale đã. Khi sang grayscale thì nó sẽ cắt tất cả các giá trị màu đi, nó chỉ còn để lại đậm nhạt sáng tối thôi. Và bây giờ chúng ta không thấy một giá trị màu nào ở đây cả. Thì đu tông là một cái dạng màu đặc, một cái dạng đặc biệt, tức là nó nửa đen trắng nhưng nó lại nửa có màu. Thì gray thì đen trắng là rõ ràng rồi, là kênh đen rõ ràng rồi. Nhưng khi mà tôi để sang đu tông thì các bạn sẽ thấy một cái hộp thoại như thế này. Trong đó thì các bạn sẽ thấy là mặc định ở đây đang là monotone, chính là ảnh grayscale, tức là trong này nó chỉ in bằng có một cái thứ mực duy nhất là mực màu đen, thể hiện mực màu đen thôi. Và bằng cách là chỗ này nhiều mực màu đen, chỗ kia thì ít mực màu đen, chỗ nọ thì không có một tí tẹo đen nào cả, thì nó sẽ ra cái ảnh grayscale. Nhưng mà nếu mà tôi chuyển sang cái chế độ thứ hai là chế độ đu tông thì nó cung cấp cho chúng ta một cái màu nữa để in vào trong ảnh. Thì bây giờ các bạn có thể chọn một màu nào đó. Đó, khi bạn chọn một màu nào đó thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái sắc của cái mực thứ hai cộng với lại cái độ đậm nhạt của cái mực đen. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái dạng màu mà nó có một tông như thế này. Đấy. Thực ra là hai, đúng không? Một màu cộng với đen. Thì nếu mà trong một vài trường hợp thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ sử dụng để làm gì? Thứ nhất là chúng ta có thể tạo ra một cái ảnh mà nó ngả ra một cái tông nào đó. Tất nhiên là có nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng mà thường thường thì ở đây chúng ta sẽ nói là nó dùng trong cái phương pháp in ấn là chính, thì chúng ta mới sử dụng đến đu tông này. Còn nếu mà ngả sang một tông nào đó mà thể hiện trên màn hình ấy, thì chúng ta có nhiều cách hơn, dễ hơn, đơn giản hơn thế này. Đấy. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy những cái ấn phẩm mà nó đen trắng cũng không ra đen trắng mà màu không ra màu dạng đấy chưa nhỉ? Đã bao giờ cầm trên tay những cái ấn phẩm của đấy chưa? Ví dụ như là những cái tạp chí làm bạn với máy tính hay là e-chip gì đấy, đã bao giờ thấy chưa? Một cái sản phẩm như thế thì nếu mà in 4 màu thì rõ ràng nó đẹp, nhưng mà nó sẽ yêu cầu là giấy, nó phải là giấy đáp ứng được yêu cầu để in 4 màu đấy. Mà giấy như thế thì là nó đắt, in 4 màu thì tiền mực nó sẽ nhiều hơn, thời gian in nó cũng lâu hơn đấy. Thế nhưng nếu mà in theo kiểu tiết kiệm mà tôi chỉ in đen trắng thôi thì nó lại
có một cái gì đó trông nó hơi giống như là những cái quảng cáo theo kiểu là khoan cắt bê tông hay là gì gì đấy, trông nó hơi thiếu nghiêm túc. Nó giống như là những cái tờ rơi mà các bạn cứ thấy là nó dán rồi nó đưa cho người ta ở các ngã tư xong rồi nó vứt trắng đường đấy. Thì dạng như thế thì nó rất là trông nó không được đẹp mắt và trông nó không được nghiêm túc. Thế thì người ta vẫn muốn nó có một tí màu vào để phân biệt, để cho nó khác biệt đi. Nhưng mà in 4 màu thì rõ ràng là nó đòi hỏi về giấy, về mực, về thời gian nó khác. Bây giờ tôi muốn là đưa thêm một chút màu vào để cho nó khác biệt đi, nhưng mà nó cũng không đội, nó không đội thêm cái chi phí lên quá nhiều đấy, thì người ta sẽ làm theo kiểu bê tông như thế này. Và người ta sẽ thay vì là in đen trắng thì in đen trắng có thêm một cái sắc màu nào đó, thì người ta sẽ làm theo kiểu là gray này, và người ta chọn theo chế độ bê tông. Thì lúc đấy người ta in 2 lượt thôi thay vì in 4 lượt giống như là in offset, và nó lại đòi hỏi là cái chất giấy nó phải rất là tốt nó mới lên hết màu được. Thì bây giờ tôi chỉ cần một cái giấy vừa phải thôi, và tôi cũng in 2 lượt thôi, nó vừa nhanh hơn mà nó vừa ít chi phí hơn đấy, để đáp ứng được yêu cầu là nhanh giảm chi phí, thì người ta sẽ sử dụng cái cách này như thế này. Thì đấy là thêm một cái yếu tố nữa mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đấy là cái ảnh đu tông. Tất nhiên là tri tông cũng có mà. Đây, nếu mà các bạn xem thì thực ra chúng ta vẫn còn những chế độ khác chứ không phải là đu tông riêng như thế này. Đấy, monotone này, đu tông này. Nếu mà tôi kích lên nữa thì nó có thể thành ra gì đây? Tritone là 3. Mà nếu mà quadtone này thì là 4. Mà 4 thì nó có khác gì cái ảnh gốc đâu. Đúng không? Cũng in 4 màu. Cho nên thường thường người ta sẽ sử dụng trong thực tế thì người ta làm đến 2 màu thôi. Người ta chỉ làm đến 2 màu thôi. Là để ở chế độ đu tông là vì thế. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp còn một cái dạng nữa, đó là dạng là bitmap. Đấy, bitmap là như thế nào? Đây, quan sát để thấy được cái sự khác biệt nhé. Grayscale này thì là xám này, nhưng bây giờ tôi chuyển sang gì đây? Bitmap. Muốn bitmap hay là đu tông thì nó đều phải thông qua cái thằng trung gian là thằng gray này. Đấy, grayscale biến ảnh từ màu, bất kể nó là CMYK hay là RGB hay là Lab Color vân vân, thì các bạn sẽ phải chuyển cho tôi về gray đã. Chuyển sang gray rồi, muốn đu tông thì bấm tiếp vào đu tông, mà muốn bitmap thì bấm vào bitmap. Và đây, kết quả bitmap ở đây. Chúng ta làm thêm một cái so sánh để chúng ta nhìn nhé. Image này, duplicate này. Và bây giờ chúng ta lại mở song song để chúng ta xem là nó như thế nào. Đây, chúng ta chọn một cái ảnh và chúng ta chọn bitmap. Đây, kết quả. Đây là một cái chuỗi màu, nó vẫn có cái sự chuyển đều vì nó vẫn có được những cái màu trung gian là màu xám, đậm nhất là màu đen, sáng nhất là màu trắng, có nghĩa là không có mực vào đây. Thế còn những cái chỗ khác là nó sẽ chuyển xám dần 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 để thể hiện các sắc độ. Nhưng cái thằng này thì không, thằng này thì về mặt nguyên tắc nó sẽ chỉ có gì đây, nó sẽ chỉ có đen và trắng, đen là có màu, trắng là không có màu đấy. Và nó sắp xếp theo một cái cách thức là các ô nhỏ như thế này để nó mô phỏng ra thành một cái bức ảnh. Thì đây chính là cái gọi là bitmap này. Thì như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được một vài cái hệ màu mà tương đối là phổ thông, tương đối là hay gặp ở trong cái quá trình mà làm việc của chúng ta. Nhưng mà đại loại thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 2 cái chính mà cần quan tâm. Đấy. RGB đấy là phổ thông nhất, còn CMYK là dành cho các trường hợp mà chúng ta làm in ấn đấy. Thế còn thằng grayscale thì nó sẽ nằm giữa, thể hiện màn hình cũng được mà in ấn offset cũng được.